Tiếp tục với những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, hội nghị ngoại trưởng G20 đã kết thúc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ với việc công bố tài liệu kết quả. Việc tồn tại nhiều khác biệt giữa các thành viên tham gia hội nghị liên quan tới vấn đề Ukraine khiến G20 không thể đạt được tuyên bố chung. Phát biểu trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ nước chủ nhà của G20 năm nay cho biết những khác biệt không thể hòa giải giữa các thành viên của khối về vấn đề Ukraine đã khiến hội nghị ngoại trưởng G20 không thể đưa ra một tuyên bố chung. Thay vào đó, nước chủ nhà Ấn Độ chỉ công bố tài liệu kết quả nếu chúng tôi có sự thống nhất hoàn hảo về tất cả các vấn đề và chúng ta nắm bắt đầy đủ những điều đó, thì đó sẽ là tuyên bố chung, nhưng đã tồn tại những vấn đề có sự khác biệt, có những khác biệt về vấn đề Ukraine mà chúng tôi không thể hòa giải. Theo Ngoại trưởng Ấn Độ, bản tóm tắt của Chủ tịch G20 đã nêu ra các quan ngại của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, có hai đoạn văn bản không thể đạt được đồng thuận chung. Hai nội dung này không được Nga và Trung Quốc ủng hộ. Trả lời câu hỏi về tác động của cuộc xung đột tại Ukraine tới toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển và điều này đã được phản ánh như thế nào qua hội nghị G20, ngoại trưởng Ấn Độ cho biết cuộc xung đột này đã gây ra nhiều vấn đề về giá nhiên liệu, giá lương thực và phân bón bạn có thể nhìn thấy một số quốc gia đang vật lộn trong nợ nần họ từng bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch với họ tác động dây chuyền của cuộc xung đột này đứng ở hàng đầu đây là vấn đề khiến chúng tôi rất quan ngại sẽ không đáng tin khi nói về tương lai của nền kinh tế toàn cầu và trật tự đa phương nếu chúng ta không thực sự giải quyết và tập trung vào các vấn đề của những người đang cần được quan tâm nhất Trước đó phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị ngoại trưởng G20, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng chủ nghĩa đa phương ngày nay đang rơi vào khủng hoảng. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng nhắc lại những thách thức mà các nước G20 phải giải quyết, đó là hậu quả của đại dịch COVID-19, thiệt hại về người do thảm họa tự nhiên, sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng toàn cầu, khủng hoảng tài chính và nợ. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu của NATO cho Ukraine và việc bảo trì chúng trên lãnh thổ của các nước trong liên minh này sẽ là sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột với Nga. Ông Medvedev cũng cảnh báo thêm, tất cả những người ra quyết định về việc cung cấp hoặc sửa chữa các thiết bị và vũ khí này cùng với lính đánh thuê nước ngoài và các chuyên gia quân sự sẽ trở thành các mục tiêu quân sự hợp pháp Đề cập đến những diễn biến gần đây ở khu vực Ryansk, ông Medvedev nhận định điều đó cho thấy bên thực sự được Mỹ, NATO và EU ủng hộ. Tất cả đều là những kẻ khủng bố tấn công vào dân thường, vì thế những quốc gia này hiện đang tham gia vào các hành động khủng bố của chính phủ Ukraine. Thưa quý vị, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm trực diện ở Hy Lạp đã tăng lên 57 người Chính phủ Hy Lạp đã tuyên bố quốc tang trong 3 ngày từ ngày 1 tháng 3 để tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc giữa hai tàu hòa đâm trực diện tại nước này. Lực lượng cứu hộ Hy Lạp đưa ra thông báo này và cho rằng hy vọng tìm thấy người còn sống sót trong các đống đổ nát sau vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ngày càng giảm. Một thành viên đội cứu hộ cho biết nhiệt độ bên trong các toa tàu rất cao do đó rất khó có người may mắn sống sót. Tai nạn xảy ra vào đêm 28 tháng 2 theo giờ địa phương, khi một tàu chở 350 hành khách đang đi từ thủ đô Athens đến thành phố Thessaloniki, miền Bắc Hy Lạp, đâm trực diện vào một tàu chở hàng. Vụ va chạm đã khiến bốn toa tàu đầu tiên chật khỏi đường dây, hai toa khác gần như biến dạng hoàn toàn và có toa bốc cháy. Một số người được cho là vẫn đang mất tích, trong đó có hai công dân ship. Đây là vụ tai nạn tàu hỏa khủng khiếp chưa từng thấy ở Hy Lạp. Chúng tôi cam kết sẽ điều tra đầy đủ thảm kịch này. Sau khi thị sát hiện trường, vụ tai nạn tôi cho rằng có lỗi của con người trong vụ việc này. Bộ trưởng Bộ Giao thông Hy Lạp đã đệ đơn từ chức chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ tai nạn. Nhà chức trách Hy Lạp đã bắt giữ quản lý nhà ga tại thành phố Larissa, người đang làm nhiệm vụ vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Dự kiến người này sẽ phải trình diện công tố viên ở thành phố Larissa để giải thích nguyên nhân hai đoàn tàu cùng chạy trên một tuyến đường dây trong vài km. Người này có thể bị kết tội ngộ sát và đối mặt với án trung thân nếu bị kết tội. Thưa quý vị, bóng tối lạm phát vẫn tiếp tục bổ vây các nước châu Âu. Phát ngôn viên chính phủ Pháp mới đây đã đưa ra cảnh báo lạm phát ở Pháp sẽ tăng lên mức 10% vào tháng 3 và nước này sẽ phá giá hàng ngày để kiềm chế đa tăng trên. Theo dữ liệu sơ bộ từ Viện thống kê quốc gia Pháp, chỉ số giá tiêu dùng của Pháp tăng lên 6,2% trong tháng 2, tăng từ mức 6% vào tháng 1. Theo báo cáo, lạm phát thực phẩm tăng từ 13,3% lên 14,5%, giá dịch vụ tăng từ 2,6% lên 2,9%, trong khi giá hàng hóa sản xuất tăng nhẹ lên 4,6% từ 4,5% vào đợt giảm giá cuối mùa đông. Viện thống kê quốc gia Pháp cho biết Giá năng lượng đã tăng 14% so với cùng kỳ tháng 2 năm 2022. Chính phủ Pháp kỳ vọng lạm phát ở mức 10% trong tháng 3 này, nghĩa là giá thực phẩm cũng sẽ tăng 10%. Đây không phải là tăng giá một lần, đây là lạm phát hàng năm trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến năm 2023. Rõ ràng là điều này ảnh hưởng đến giỏ hàng tiêu dùng và cuộc sống hàng ngày của các hộ gia đình Pháp. Trước đó, chính quyền Pháp đã đưa ra cái gọi là giỏ thực phẩm chống lạm phát, bao gồm khoảng 50 mặt hàng cơ bản và buộc các nhà bán lẻ lớn không được tăng giá những mặt hàng thiết yếu này. Biện pháp trên sẽ có hiệu lực trong tháng 3 năm nay. Thưa quý vị, tình trạng lạm phát ở Hungary đang ở mức cao nhất Liên minh châu Âu. Theo Ủy ban châu Âu, lạm phát năm nay ở Hungary có thể lên tới 16,4%. Nhiều tháng nay, người dân ở Hungary khi ra chợ thường xuyên bị sốc vì giá, nhất là những người về hưu. Trên thị trường Hungary, riêng giá thực phẩm tăng 48,2% trong tháng 2. Tình trạng này được mô tả là khiến người dân Hungary phải chảy nước mắt, quặn thắt cả ruột gan khi đi chợ. Giá tăng mạnh quá gấp 2, rồi gấp 3 đến gấp 4, nhất là đồ bơ sữa. Và còn rau thì sao? Cứ nhìn giá thì nghĩ là người ta lấy giá thịt áp vào giá rau đấy. Giá cứ tăng không giảm, mỗi ngày lại tăng thêm, tôi chưa thấy được bao giờ mới dừng lại, chẳng có dấu hiệu gì cả. Khủng hoảng năng lượng góp phần đáng kể và tình trạng lạm phát cao, vì Hungary phải nhập khẩu năng lượng, khủng hoảng năng lượng khiến Hungary phải trả giá cao hơn nhiều, khủng hoảng thời tiết, năng lượng, ngành công nghiệp giảm năng suất, đồng forint yếu đi so với đồng euro, tác động của Covid-19, tất cả những vấn đề phức tạp này khiến lạm phát ở Hungary cao nhất châu Âu. Giống như chính sách ở các nước Trung Âu khác, những chính sách về lãi suất ở Hungary đều nhằm mục tiêu giữ ổn định do kinh tế đang phát triển chậm. Và hiện một số dấu hiệu cho thấy tỷ lệ lạm phát đã bắt đầu hạ nhiệt sau khi được cho là đã đạt đỉnh. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, từ nay lạm phát sẽ giảm. Kể cả tới cuối năm 2023, dự báo tỷ lệ lạm phát sẽ trở lại một con số ở Hungary. Thưa quý vị, theo thùa hay đan móc vốn được cho là thú vui của những người cao tuổi. Thế nhưng, thú vui này đang ngày càng được nhiều người trẻ đón nhận với những biến tấu đan xen giữa hiện đại và cổ điển, đồng thời giúp họ có khoảng thời gian thư giãn sau một ngày bận rộn. Nhàm chán vì những ngày chôn chân trong nhà suốt thời gian đại dịch COVID-19, cô Annie Jigman đã bất ngờ tìm thấy niềm vui với thú theo tranh chữ thập trước đây mọi người nghĩ rằng những thứ liên quan tới theo thùa là thú vui của những phụ nữ cao tuổi nhưng giờ đây càng ngày càng có nhiều người trẻ tìm đến các môn thủ công này họ cũng thổi nét hiện đại và các thiết kế truyền <laughs> thống trước đây chỉ với vài cuộn len sợi và một chiếc kim khâu hay đôi kim đan nhờ bàn tay khéo léo và một chút tỉ mỉ nhiều món đồ xinh xắn đã được tạo ra Giờ đây, khi đại dịch Covid-19 đã qua đi, nhiều người trẻ vẫn duy trì thú vui này như một cách để thư giãn sau một ngày bận rộn và đầy áp lực với cuộc sống. Cổ điển nhưng vẫn có không gian cho sự sáng tạo và hiện đại. Thay vì ngồi lì một chỗ, dán mắt vào màn hình TV hay máy tính, những người trẻ giờ đây đang dần tìm về với giá trị những thú vui xưa cũ và ở đó tâm hồn họ cũng được chữa lành khỏi những bộn bề cuộc sống